Thành Trung xin được chào đón quý vị khán giả cùng đến với Hãy Yêu Nhau Đi. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ sáu hàng tuần trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, trong cuộc sống mỗi con người chúng ta đều có tính thiên vị. Đó là lý do vì sao có những người chỉ thích một vài mùi nước hoa, chỉ thích xem một vài thể loại phim và chỉ thích yêu một vài kiểu người. Người ta gọi đó là yêu người đúng gu. Và đó cũng chính là chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, xin được chào đón ca sĩ Bảo Trâm cũng như là cô yêu Đinh Đoàn ạ. Người phụ nữ nào tôi tin là cũng đều có một gu đàn ông nhất định và thường chọn cái người bạn đời đó theo cái gu đó của mình. Có đúng không Bảo Trâm? Gu của em à? Vẫn như chồng em bây giờ đấy. Doanh nhân này, cao giáo này, có một cặp kính thật là trí thức này. Dạ vâng. Kinh tế ổn định này, làm việc nhiều giờ này. Nhưng mà nói thật với anh là khi mà em gặp ông xã em thì em lại không nhìn vào những cái điều đó. Ngày đầu tiên em gặp em còn thấy, ui, sao ông này đáng ghét thế nhở? Nói rất là nhiều, rất là hoạt ngôn. Nhưng mà cái việc hoạt ngôn đấy lại khiến cho em cảm thấy không thích lắm. À, có nghĩa là em yêu những người không thích. Có thể là ghét của nào trời trao của đấy. Yêu người đúng gu ấy thì thường mang tới cho người ta một cái cảm giác rằng là người ta dễ nói chuyện này, dễ chia sẻ này, dễ có cùng một quyết định trong cuộc sống này. Có đúng như vậy không cô yêu Đinh Đoàn? Thật ra thì cái gu ở trong tình yêu ấy, nó là cái định hướng, nó là cái bản thiết kế mà có sẵn ở trong đầu. Tuy nhiên thì có những người quá kiên định với cái gu ấy mà tìm mãi không thấy, rồi đến lúc thế và sau đấy thì bỏ tất cả các loại gu đi. Thôi, đối với em bây giờ không quan trọng gu gì, miễn là có ai đó em nhìn thấy là em thích là được. Thế nhưng cái gu là cái mà chúng ta có thể điều chỉnh được ấy mà. Vâng, và cái gu đôi khi nó đi theo chúng ta ở tùy từng thời điểm trong cuộc sống, trong độ tuổi cũng như là trong mong muốn của tình yêu. Âm nhạc xúc tác cho những dung cảm yêu thương. Và nửa kia phù hợp đã có dàn ban cố vấn kiêm những đẩy thuyền viên hoàn toàn lo liệu. Nhiệm vụ của bạn không gì hơn là sự chân thành và lắng nghe cảm xúc từ trái tim mình. Thì em muốn là bạn ý cũng là một người ưa nhìn. Ví dụ như Thành Trung có được không? Không thôi. Như em là không ai muốn nhìn đâu. Chị confirm với em là bên này rất là sáng sủa nhá. Anh thì anh khá là ngây ngô và anh cũng không giỏi toán lắm, nhưng mà chỉ đủ để biết tính em. Ôi trời ơi. Vỗ tay hay quá. Pha dứt điểm xuất sắc quá đỉnh, thì tay làm ngay lon Boss thôi. Boss cà phê với hương vị cà phê sữa thơm ngon, uống là phê. Boss cà phê nghỉ tay làm ngay lon Boss. Chúng ta uống Red Bull tiếp năng lượng dài lâu để ta tỉnh táo lâu hơn, tiến về phía trước, chiến đấu lâu hơn, chinh phục những đỉnh cao mới. Red Bull năng lượng tích cực hút tung thách thức. Ẩm thực vừa là công việc vừa là đam mê của mình, nhưng răng ê buốt làm ăn uống mất vui. Rồi bạn mình khuyên dùng Sensodyne Deep Clean mỗi ngày, giúp giảm ê buốt hiệu quả và cho hơi thở thơm mát dài lâu, thực sự hiệu quả. Thử dùng và cảm nhận Sensodyne Deep Clean mới. Tôi không thể để mái tóc gãy rụng cản bước tiến của tôi. Pantene ngăn rụng tóc với công thức Pro Vitamin và Biotin, cung cấp vitamin lên bề mặt tóc, giúp tôi mạnh mẽ hơn với mái tóc khỏe. Pantene tóc chắc khỏe hơn tới 100%. Aquafina mang lọc ánh sáng UV, vị ngon của sự tinh khiết. Sải bước phong cách xanh. Aquafina. Thời này ai cạo như vậy nữa? Thử ngay Gillette Flexivine với độ uyển chuyển, cạo nhanh thoải mái. Gillette Flexivine, cạo nhanh thoải mái, sảng khoái đẹp trai. Từ nhà điều hương châu Âu, X-Men for Boss mới giúp sạch thơm đẳng cấp và lưu hương nước hoa đến 48 giờ, sẵn sàng cho mọi khoảnh khắc thành công. X-Men for Boss, chất hương, chất Boss, chất thành công. Ngứa lên hồi vì gấu nhơn, ẩn sâu bên trong, hãy dùng Head & Shoulders mới thẩm thấu sâu 5 tầng, đánh bay gầu nhờn và ngứa để bạn tự tin 100%. Head & Shoulders mới. Chúng tôi giới thiệu với quý vị một cô gái rất là xinh xắn, một cô gái mà tôi tin sẽ là gu của rất nhiều những chàng trai. Nhưng liệu
chàng trai xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay có phải là gu của cô gái này hay không lại là một câu chuyện khác. Trước hết, hãy cùng gặp gỡ cô gái của chúng ta. Em là Nguyễn Thùy Dương, năm nay em 23 tuổi, đến từ Hà Nội. Em đam mê với các công tác xã hội, yêu công việc phóng viên. Nhưng không chỉ có vậy đâu, nghệ thuật đàm phán, marketing, tiếng Anh, tổ chức sự kiện em đều học hết. Em đam mê kinh doanh và đã mở được một local brand cho riêng mình, gửi tới chàng trai em sẽ gặp hôm nay. Anh biết không, em còn thích chụp ảnh nữa cơ. Em có thể chụp bao nhiêu người nhưng mãi chẳng chụp được người đúng gu. Hy vọng rằng đến với chương trình hôm nay, em sẽ tìm được người mình cần chụp. Chúng ta cùng chào đón bạn Nguyễn Thùy Dương đến với Hãy Yêu Nhau Đi. Một cô gái anh thấy chiều cao cũng rất là lý tưởng này, gương mặt thì rất là tươi tắn này. Cơ duyên nào đưa em đến với Hãy Yêu Nhau Đi? Từ trước đến nay em cũng có trải qua một vài mối tình, tuy nhiên thì không có mối tình nào đúng gu với em hết, nên là hầu hết thì cũng không đi đến đâu ạ. Sau tất cả những tiêu chí mà em đặt ra thì em rút lại một điều quan trọng nhất là người đấy phải là người yêu em, hiểu em và chung thủy với em ạ. Sự chung thủy, trách nhiệm với gia đình, đấy là hai điều mà em nghĩ rằng là tiên quyết của một người đàn ông. Thế nhưng mà để cho việc ngày hôm nay các em ra quyết định là trao cho nhau cơ hội hay dắt tay nhau về trong niềm hân hoan vô bờ bến thì chắc chắn là phải cái gì đó mà mình phải dễ nhìn thấy nhất. Ví dụ, trong mong muốn và tưởng tượng của em thì em muốn là bạn ý cũng là một người ưa nhìn. Ví dụ như Thành Trung có được không? Không thôi. Như em là không ai muốn nhìn đâu. Như anh là quá được chứ ạ. Không dù thôi, anh cảm ơn em. Vâng, đấy có khi em ngắn gọn xúc tích là như anh Thành Trung ạ. Thế ví dụ như là em ơi, có cần cao hơn em nữa không? Tiếng cao bằng em thì sao? Cao hơn em một chút thôi thì sao? Bởi vì anh nhìn thấy em là khá cao. Đúng rồi đấy. Cái đó bây giờ nó không quan trọng nữa, nếu như mà em đã yêu người ta, thế nên là cao hơn em một chút cũng được, cao bằng em cũng được, và thậm chí thấp hơn em một chút cũng được. Miễn là chiều cao tính từ đầu trở lên, chứ không phải là tính từ dưới chân lên đầu ạ. Chính xác. Ôi, chuẩn quá em ạ. Bắt đầu trưởng thành rồi, bắt đúng đầu rồi trưởng ạ. Thành rồi. Và hãy cùng xem ba ứng viên mà chúng tôi mang tới cho bạn Thùy Dương ngày hôm nay là ai. Xin mời. Chào em, anh là Tuấn Minh, sinh năm 1999 và đến từ Đà Nẵng. Sở hữu một ngoại hình thì khá là đẹp trai, cao ráo, vậy mà suốt 25 cái xuân xanh thì anh vẫn chưa từng yêu một ai. Việc bị bạn bè treo ghẹo suốt ngày vì ế ẩm thì anh cảm giác rất là giận. Và chính vì thế anh quyết tâm đến với chương trình để tìm một nửa yêu thương của mình. Và với kinh nghiệm 7 năm làm sale trong lĩnh vực thời trang thì anh tự tin sẽ chọn cho em một trong những bộ váy tuyệt đẹp nhất nếu em trở thành người yêu của anh. Chào em, anh là Đức, sinh năm 1990. Một chàng trai có điểm mạnh duy nhất là giỏi làm kinh tế. Chính vì mải mê kiếm tiền nên anh chẳng có thời gian yêu đương. Đến đây để nhờ chương trình chốt giúp anh một cô gái để anh lấy làm vợ. Anh chẳng cần gì nhiều ở em, chỉ cần em giỏi tề gia nội trợ, cả thế giới cứ để anh lo. Chào em, anh là Ngọc, sinh năm 1997 và có xuất thân cơ bản, nhà mặt ngõ, bố gầy như. Công việc hiện tại của anh là tư vấn công nghệ cho một công ty tại Mỹ. Nhưng em yên tâm, anh sẽ ở Việt Nam. Trở về quê hương sau nhiều năm mải mê học tập và làm việc, dường như anh đã quên mất cách yêu. Hình mẫu người yêu trong mơ của anh cũng rất đơn giản: có tư duy, có đam mê và quan trọng là hiểu anh. Hy vọng chúng ta có thể trở thành một cặp. Chúng ta có ba ứng viên vừa được giới thiệu. Và rõ ràng nếu mà chọn lọc ra từng cái ưu điểm của ba chàng trai này ghép lại thì mới đúng được tiêu chí của Thùy Dương. Em thì em thấy rằng là cả ba chàng trai đều có vẻ tương đối cân tài cân sức. Mỗi chàng trai lại có một chút cái yêu cầu của bạn ấy. Tuy nhiên thì cái chàng trai số 2 thì em thấy rằng là có vẻ khá là ổn. Có một cái câu ấy là cả thế giới để anh lo. Em nghĩ là đấy là thể hiện một chàng trai tương đối có trách nhiệm. Anh nghĩ là cái câu mà anh có thu nhập tốt ấy, là làm cho em làm anh cho có thu nhập đấy. Tốt và chỉ cần tìm một người để về tiêu giúp anh, đúng không đấy, anh? Đấy cái câu đấy anh biết là những người phụ nữ có gia đình như em là sẽ thích ngay mà. Nào bây giờ thì thử xem cố yêu Đinh Đoàn góc nhìn tâm lý của mình thì sao? Chàng trai số 1 đẹp trai, tuy nhiên bạn này bạn mong muốn là yêu để có nhiều trải nghiệm nữa. Nghe có vẻ bạn này bây giờ chỉ muốn yêu để lấy trải nghiệm,
mà không biết bạn trải chưa đến bao giờ. Cái chàng thừa trai thứ hai đấy, cần em yêu anh thôi, còn tất cả thế giới thì để anh lo. Và hình như Dương cũng chưa cần điều đấy lắm. Mình cũng có cái sự nghiệp của mình cũng được chinh chiến, mình cũng được đi đây đi đó. Thế nhưng mà cái chàng trai số 3 thấy hay. Đứng về mặt phong thủy thì em tên là Dương, bạn tên là Ngọc, Ngọc Dương rất hay. Nó sáng lung linh, nghe đến nó gợi cả. Rất là mong muốn một người đồng hành, chia sẻ, cùng chí hướng. Thấy hợp. Em thấy sao? Chốt luôn này ạ. Ui, chốt luôn. Chốt luôn này ạ. Chúng ta hãy cùng mời tới trường quay, mời tới căn phòng màu vàng của chung cư Hãy Yêu Nhau Đi, chàng trai ứng viên số 3. Một chàng trai, tôi nghĩ rằng là chiều cao vừa đúng yêu cầu của em, vừa đúng yêu cầu khi em đến đây, vừa đủ đẹp trai hơn tôi một chút. Và bây giờ tôi muốn chàng trai này giới thiệu về mình. Em chào anh Thành Trung và chào tất cả mọi người. Em tên là Phạm Ngọc, năm nay em 26 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Thì em có học hết cấp 3 lớp 12 ở Việt Nam, sau đó thì nộp hồ sơ đi du học tại Mỹ. Và em đã đi học, đi làm ở Mỹ 7 năm, sau đó thì có chuyển sang Anh sống 1 năm. Và sau đó thì đã quyết định là về Việt Nam. Và hôm nay thì chương trình, đến với chương trình thì em đến với tinh thần là vui là chính, là tìm người yêu là chủ yếu. Lý do gì khiến em muốn quay về Việt Nam sau những năm đã làm việc và học tập tại nước ngoài? Vì gia đình. Tại vì em cũng đi xa được 8 năm rồi. Em cũng cảm thấy là Việt Nam có nhiều cơ hội để mình có thể phát triển và đóng góp cho đất nước nữa. Và thật sự thì em nói thật là về nhà ăn ngon hơn rất nhiều. Bây giờ mời gia đình nhà gái sang ngó mặt một tí. Mời anh Đinh Đoàn ngó đi. Em có được ngó không ạ? Có chứ. Em được đúng không? Em là đại diện nhà đúng trai. Đúng rồi, nhà trai. Mời hai nhà sẽ có nhau đi. Anh thấy ở ngoài hay hơn. Hay hơn đúng nhìn không? Nhìn cái là sẽ nhiều người thích. Từ và giờ... cứ tưởng là anh Thành Trung đã là nhất vào đất nhưng mà đất không là gì nữa, lắm đúng không ạ? Ôi, nhà gái sáng sủa em ạ. Cao, giáo và bạn ý rất là dễ thương. Có một điều mà những cô gái Việt Nam thường rất thích, đặc biệt là những cô gái trẻ như ở độ tuổi của Dương, đó là thích được tán tỉnh một chút, thích được thả thính một chút. Em đi nước ngoài lâu rồi, vậy thì em có biết cái câu thả thính nào của Việt Nam, của các chàng trai để chinh phục một cô gái không? Em thử nói một câu cho nào Ngọc. Khó quá nhỉ. Anh thì anh khá là ngây ngô, và anh cũng cũng không giỏi toán lắm, nhưng mà chỉ đủ để biết tiếng em. Ôi trời ơi, vỗ tay hay quá. Một chàng trai thông minh, thú vị là như thế. Tôi nghĩ là bây giờ sẽ đến một phần để các bạn hiểu rõ nhau hơn thông qua những món quà mà các bạn đã chuẩn bị từ trước để dành tặng cho nhau. Và xin được mời anh Đinh Đoàn và chị Bảo Trâm ạ, sẽ mang quà giúp cho hai bạn. Úi giời. Thì bên trong mình cũng giống ạ. Bây giờ mình đặt hai cái túi cạnh nhau đi, để đặt hai cái túi cạnh nhau đi xem thế nào. Rồi, nhà trai tặng quà trước, nhà gái cũng có một chút đáp lại. Dạ vâng ạ. Vâng, mời nhà gái xem quà trước ạ. Trong quà gói ghém rất là cẩn thận, nhìn rất đáng yêu ạ. Biết rồi. Biết rồi ạ. Đây chứng tỏ. Em cũng biết rồi. Chứng tỏ một người đàn ông rất là cẩn thận. Vâng. Bình thường ấy, cái túi kia ấy, là họ bỏ thẳng quà vào thôi chứ không ai người ta bọc quà nữa đâu. Anh nói em ạ. Bên nhà trai hồi hộp quá, không biết là bên đằng đấy có thích không em nhỉ? Vâng. Thấy cười này chắc thích rồi. Em đọc cuốn sách đó cho mọi người được biết. Tấm thiệp. Thiệp. Rồi thiệp. Em có thể đọc luôn cả thiệp luôn. Thật sự là một chàng trai quá gọi là chu đáo. Nghệ thuật tinh tế của việc quan tâm. Nó thật sự là cũng gần giống với cái cuốn sách mà em chọn ấy. Em không hiểu là cái sự trùng hợp này nó khiến em bất ngờ quá. Em đọc tấm thiệp cho mọi người đọc biết. Đọc luôn ạ. À? Đọc luôn. Đây là tâm tư tình cảm em giữ chứ. Đoạn này là đoạn của chương trình em ạ. Khi nào sau hôm nay thì cái gì mới là của các em? Đọc hết ra luôn ạ. Đọc hết ra luôn. Cảm ơn em nhiều vì đã đến đây ngày hôm nay. Quyển sách này giúp anh thay đổi rất nhiều về suy nghĩ và ưu tiên trong cuộc sống. Anh hy vọng em sẽ có được những góc nhìn mới qua cuốn sách này. Quá hay luôn. Ôi, cái túi đáng yêu quá. Cuốn sách này là hiểu về trái tim. Hiểu về trái tim. Em biết cuốn sách này không? Em thì em chưa biết về cuốn sách này nhưng mà em cũng rất háo hức để đọc. Đây là cuốn sách của thầy Thích Minh Niệm. Đúng rồi ạ. Ở đó có cả Phật pháp, ở đó có cả những cái sự bình an để chúng ta tìm lại
trong chính chúng ta và tự chúng ta tìm về để chúng ta trân trọng những giá trị của cuộc sống. Hai cuốn sách khác nhau nhé, nhưng nó đang có những cái thông điệp giống nhau. Chỉ có điều rằng ngày hẹn đầu tiên thì mong là đừng mỗi đứa một cuốn sách mà ngồi chỗ mà đọc, mà dù rất là hao hức. Không cần sách theo. Không cần mang sách theo. Chúng ta đang có hai người bạn trẻ, có vẻ như họ đang là gu của nhau. Họ cùng là những người thông minh, họ cùng là những người thích đọc sách. Hôm nay đã rất tuyệt vời rồi. Chúng tôi muốn quý vị hãy đến với quá khứ để biết xem thực sự tính cách con người họ như thế nào. Hôm qua, có bao giờ em cảm thấy bị áp lực? Em thật sự khủng hoảng trong toàn bộ thời gian mà em ở nước ngoài. Cảm thấy là nó rất là giống với em. Em thấy hợp quá, em thấy hợp quá. Được, được. Nó bảo được rồi, được rồi. Vỗ tay cho chứ còn gì nữa. Thở đệ nhất mới. 12 giờ, xương hầm Ninh Lâu giống quán. 12 giờ, cô đặc thơm ngon nước cốt. 12 giờ, hương vị danh bất hư truyền, thật là ngon. Thở đệ nhất vị ngon danh bất hư truyền. 90% trẻ em ăn sáng mỗi ngày, nhưng bữa sáng cô bé có đủ chất. Theo nghiên cứu, 50% trẻ thiếu một số vi chất thiết yếu. Sữa cô gái Hà Lan với các vi chất tương đương nhiều nhóm thực phẩm, giúp bé khỏe mạnh từ bên trong. Thêm sữa tươi chuẩn Hà Lan mỗi sáng, thêm khỏe mạnh vững vàng. Ê, lướt sóng đi. Thôi, nắng lắm. Bảy ấp mới, vị chanh cực sảng khoái. Để chơi hết mình. Bảy ấp, sảng khoái cho trải nghiệm bất tận. Mô phích tinh nhiên mỏng hơn 30%, siêu thoáng khí, giá dùng thử chỉ 270 ngàn. Con được học từ nhỏ và nghe đến thuộc lòng. Nhưng đây chính là nơi rèn ý chí trong con. Cùng thể thao. Cà chua mọng nước cắt muối cao giữ vị chua thanh. Cá tươi chắc thịt cắt lát dứt khoát giữ vị ngon ngọt. Nguyên liệu tươi ngon muốn dậy vị thanh ngọt. Dùng hạt nêm nấm hương Maggi. Hạt nêm nấm hương Maggi dậy vị thanh ngọt tự nhiên. Maggi Maggi. Mùa hè năm nay Daikin sẽ mang đến bạn giải pháp hoàn hảo. Công nghệ tiết kiệm điện vượt trội với máy nén Swing của Daikin, động cơ quạt ODM, mắt thần thông minh tự điều chỉnh nhiệt độ, tối ưu hóa khả năng làm lạnh với điện năng tiêu thụ thấp nhất. Hơi đòi đói mà đồ ăn không thể gọi. Bánh Kinh Đô bỏ túi mới, nhỏ gọn, tiện lợi, ăn mọi lúc mọi nơi. Với bánh bông lan siêu mềm mịn cùng dăm bông rau củ mới lạ đầy bổ dưỡng. Nói nhẹ, Kinh Đô bỏ túi nhé. Rosette thơm mát, phiên bản cải tiến mới, làm sạch và giúp sạch khuẩn 99%, cho hơi thở thơm mát dài lâu. 8 giờ nữa đến Đà Lạt. Xe hư hả? Đi chung với anh nha. Ok. Sát gần nhau. Đôi khi cần một hành trình dài để sát gần nhau. Close up giữ cho hơi thở thơm mát còn dài lâu hơn thế. Close up thơm mát dài lâu, thêm sát gần nhau. Một điểm mới thú vị năm nay là bảng đèn chạm. Người chơi sẽ nhấn công tắc bật đèn nếu tìm thấy sự đồng cảm và thấu hiểu với đối phương thông qua một bộ câu hỏi dẫn đến tình yêu. Một nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng những câu hỏi trực diện được đáp lại bởi những câu trả lời thẳng thắn, chân thành, trung thực về quan điểm, cảm xúc. Hai con người chưa từng gặp nhau sẽ đến được với nhau gần hơn trong tình yêu. Có người hiểu rồi đấy. Người thương, cái từ thương quan trọng lắm. Anh Đinh Đoàn đại diện cho bên nhà gái rất là muốn hỏi bạn trai. Có bao giờ em cảm thấy bị áp lực trước đây? Có bao giờ em cảm thấy muốn buông không? Dạ có, thật sự là lúc đi du học thì em cũng gặp phải rất nhiều là áp lực, và có 2-3 lần em thật sự nhớ là em thật sự khủng hoảng trong toàn bộ thời gian mà em ở nước ngoài. Vào tháng 9 năm 2015, đấy là khi mà em mới sang Mỹ được một tháng. Ở Việt Nam thì em cũng đi học tiếng Anh, nhưng mà sang đến nơi thì các bạn bè nói chuyện em không nghe được, thật lòng là em không nghe được. Đến lúc đi học thì
thì cách học ở Mỹ và cách học ở Việt Nam quá khác nhau. Ở Việt Nam thì em rất giỏi học thuộc, nhưng mà khi sang đến môi trường đại học ở Mỹ thì thầy cô bảo là em hãy nêu ra một ý kiến của mình và tìm ra chứng cứ để chứng minh chủ đề của em. Và em bảo ôi chết rồi, thế này thì 1.000 lựa chọn biết chọn cái gì. Thế là một đêm em ngủ dậy và em bị rất đau, thì em có 3 cái mụn nước ở trên mặt. Thì bảo ra là em bị zona thần kinh, là một bệnh mà hoặc là những người trên 50 tuổi bị, hoặc là những người nếu mà dưới 50 tuổi thì là quá căng thẳng nên là hệ miễn dịch bị ảnh hưởng. Em đau đến mức mà em muốn khóc nhưng không khóc được, tại có bạn ở giường bên cạnh. Thế là em phải dậy đi vào nhà vệ sinh và ngồi khóc. Em thật sự là kiệt sức và cuối cùng là phải nhờ bạn bè giúp. Nhưng mà thật sự trong ngày hôm đấy thì em đã học được cách là biết mình là ai và biết hỏi sự giúp đỡ của người khác để mình có thể vươn lên. Và trong lúc mà Ngọc trả lời thì bên này Dương bấm đèn. Em cũng có rất nhiều bạn đi du học và các bạn cũng gặp những cái trường hợp tương tự. Và các bạn cũng tâm sự với em và em mong là em có thể là một người lắng nghe và chia sẻ được những cái câu chuyện của anh ý. Em đồng cảm được cái điều đấy. Đấy, có người hiểu rồi đấy. Người thương, cái từ thương quan trọng lắm. Nào bây giờ là câu hỏi tiếp theo thôi anh nhỉ. Dương thì công việc cũng tốt, thế nhưng mà vẫn chưa hết khát khao, mong muốn có những cái sự đột phá. Động lực gì mà nó khiến cho mình đam mê, mình mong muốn nó kinh khủng thế? Thực ra thì em cũng không có gì kinh khủng lắm đâu ạ. Có thể là mọi người nói là mình hơi tham vọng một chút, nhưng mà như thế cũng đúng, bởi vì tuổi trẻ mình phải lao động, mình phải làm việc. Cũng đang làm báo nhưng mà em vẫn luôn luôn có một cái khát khao là được kinh doanh. Trước đây em đã từng làm founder một cái local brand về t-shirt, là áo phông ạ. Mặc dù là bây giờ em không còn làm nữa rồi vì kinh doanh không được thuận lợi, mọi người nhìn thấy là nó là cái thất bại đầu tiên, nhưng đối với em nó vừa là thất bại cũng vừa là thành công đầu tiên. Wow, một câu trả lời mà có hai cái đèn sáng lên. Được bấm hai đèn liên tục luôn ạ. Nếu như thích thú quá với trong một câu, trong một câu trả lời thì sẽ có nhiều ý đúng không? Nào Ngọc, em thấy gì? Em thấy hợp quá. Wow. Ngày xưa thì em học bằng quản trị kinh doanh, nên là bạn ấy mà có lập công ty thì em có thể giúp bạn ấy chạy từ A đến Z, còn bạn ấy chỉ lo vào phần thời trang thôi. Đấy, bắt đầu là những mảnh ghép khớp lại được với nhau rồi đấy. Ở đâu đó anh hình dung ra hai em ấy đều đang đến từ một nền giáo dục gia đình khá là giống nhau, có cái động lực từ rất trẻ. Vậy thì bây giờ anh muốn hỏi Ngọc nhá, trong mắt em, bố mẹ đã giáo dục em như thế nào và em có mong muốn gì đến lúc này khi là một người trưởng thành? Bố mẹ em thì luôn có hai ý chính. Một là con phải chăm chỉ, nếu mà đã làm gì thì phải hết mình. Cái thứ hai là phải linh hoạt, tức là nếu mà mình phải có kế hoạch, luôn luôn có kế hoạch, có dự định ở tương lai. Và em cũng chia sẻ vui là em đã có một lần em đã ngồi và viết ra kế hoạch từ giờ đến năm 100 tuổi. Em có kế hoạch từ giờ năm 100 tuổi. Viết ra để làm gì thì có định hướng thôi, chứ còn thực ra là mình phải linh hoạt. Thì đấy là hai ý mà bố mẹ em dạy em rất là kỹ. Tuyệt vời đấy, đây là những lời dạy tuyệt vời. Bây giờ muốn nói điều gì đấy với bố mẹ thì em muốn nói gì? Em chỉ muốn nói là con yêu bố mẹ rất nhiều. Và cảm ơn bố mẹ đã thật sự là luôn ở bên con. Và con biết là có những cái trải qua lỗi lầm và nhiều lúc làm bố mẹ rất là lo, nhưng mà con thương bố mẹ nhiều lắm. Và yêu cầu thì chỉ là hy vọng là bố mẹ sẽ giữ sức khỏe để nhìn được thành công của em. Vì em biết là con đường sẽ dài chứ không phải con đường ngắn. Vâng, tuyệt vời. Đèn bên này lại sáng rồi. Hai đèn luôn anh ạ. Hai đèn luôn. Em là một người rất là yêu gia đình. Em được sinh ra trong một gia đình truyền thống và mọi người rất là yêu thương nhau. Nên là khi mà anh ấy chia sẻ về gia đình và những cái tâm tư, tình cảm muốn gửi đến bố mẹ thì em cũng cảm thấy là nó rất là giống với em. Ngày hôm nay đến dự với chương trình của em còn có cả bà ngoại, mẹ em và chị gái em, cả bạn em ủng hộ cho em. Tức có là luôn à? Đâu, có đâu. Luôn ạ. Gia đình em luôn luôn có nhau và đi đâu cũng có thể là một cái động lực và cái chỗ dựa tinh thần rất là vững chắc đối với em, để cho em trưởng thành được như ngày hôm nay ạ. Thế là em mang cả gia đình đến đây đấy. Thế là cả gia đình em và được nhìn thấy Ngọc rồi. Bây giờ anh muốn hỏi Ngọc, hôm nay Ngọc đi đến đây với ai? Em đi cùng bố mẹ em và hai người bạn thân của em ạ. Wow, tốt quá luôn ạ.
Thế thì còn gì bằng nữa, thế là cả hai họ đầy đủ cả rồi đấy này. Thế thì thôi bây giờ anh Giang với cả bà trước nhá. Bà ơi, bà hôm nay bà đến trường quay Hãy Yêu Nhau Đi, bà có vui không ạ? Vui lắm, rất là vui. Bà thấy bạn Ngọc, bạn Nam trong chương trình ngày hôm nay bà thấy thế nào ạ? Được. Bà bảo được rồi. Bây giờ bà còn sống, cháu nào lấy chồng, bà rất mừng. Bà nhìn thấy cháu rể, bà có xuôi tay cũng xong. Bà yên tâm, bà sẽ còn rất khỏe để được nhìn thấy không chỉ cháu rể đâu mà còn nhìn thấy chắt cơ ạ. Góc nhìn chị em với nhau thì trẻ trung hơn. Thế em nói một điều gì cho em gái yên tâm đi nào? Thùy Dương cứ bình tĩnh, tự tin và sáng suốt. Khả năng là không sáng suốt rồi đâu, bắt đầu thích rồi. Khi đã thích rồi thì khó sáng suốt lắm. Đây thì chắc là bố mẹ của Ngọc ạ. Chú truyền một tí kinh nghiệm cho Ngọc đi ạ. Ngay tại đây ạ, chú nói gì ạ? Khó tư vấn lắm, nhưng mà tôi chỉ có kinh nghiệm mà ngày xưa thì mình đi bộ đội mà. Thế cũng chẳng có điều kiện từ miểu đâu, còn khó khăn hơn Ngọc bây giờ. Thế là vợ đây, đó là mẹ bạn Ngọc ấy mà, chính là lớp trưởng của tôi đấy. Lớp trưởng luôn ạ? À? Ui dồi ôi, sao chú giỏi thế thì chú dùng đòn chiêu gì, đòn nào mà lại cưa được lớp trưởng ạ? À? Cứ chơi dùng thẳng lầm thẳng càng viết thư thôi. Chịu khó viết thư, chịu khó đọc thư. Và... có nghĩa là chịu khó tìm hiểu, chịu khó chia sẻ thì sẽ được đúng không ạ? Đấy, đấy là thông điệp của bố gửi cho Ngọc. Vỗ tay chứ còn gì nữa. Vâng, và bây giờ sẽ có một món quà xin được dành tặng cho hai gia đình cũng như cho hai em, một tình huống rất đáng yêu. Xin mời. Ôi trời ơi, cô bạn thân lâu ngày không gặp của tôi đây rồi. Mà sao hôm nay là có Nha Hứng rồi tôi đi cà phê đấy. Ai định mời tôi đi cười đường khương? Tôi cũng đang muốn có đám cưới đây. Hôm nay ấy, hẹn bà ra đây cà phê là có việc muốn xin ý kiến tư vấn của bà đấy. Việc gì? Bà ơi, tôi đang thầm thầm thích thích một anh. Anh ta cao to phong độ, nghe đâu nhà ngay mặt đường. Ôi ôi, thật hợp gu tôi. Nhưng anh ấy không yêu bà, đúng không? Không phải. Ngoài anh này ra thì tôi dự trù một số anh. Một anh rất quan tâm này, một anh rất yêu tôi này. Nhưng mà không hợp gu rồi lại chẳng đến đâu. Bà ơi, phải làm thế nào đây? Nếu như mà tôi thì tôi sẽ chọn một người hợp gu và đúng tiêu chuẩn. Thế gu của bà là gì? Bắt đầu là phải sang trọng. Và thứ hai, đấy chính là ngoại hình, là đầu tóc là phải rẽ ngôi, chải chuốt. Và ăn mặc là phải thơm tho, lịch thiệp. Ôi này, ơi, yêu được cái người đúng gu, nó hạnh phúc. Eo ơi, nghe gu của bà hấp dẫn nhở. Nhưng mà tôi lại chưa có dịp được gặp chồng bà ấy. Rồi sẽ được gặp. Giang ơi, Giang ơi. Đây là... giới thiệu với bà, đây là anh Mai, chồng của tôi. Chồng? Em chào anh Mai ạ. Giang. Giang, mình là Mai. Chồng. Giang. Thôi được, em ơi, nói chuyện với bạn nhanh nhanh rồi xong rồi về để cho anh còn đi làm. Tí mượn thêm cái mũ bảo hiểm nhá, xong rồi còn về lại sai luật giao thông. Nhá. Em chào anh Mai ạ. Tôi tưởng là gu bà là gu ấy cơ mà. Thì mình đặt ra cái gu đấy là để mình chọn cái người mình yêu thôi. Chứ còn nếu mà lấy thì mình vẫn phải chọn lấy cái người mà yêu mình. Thôi bây giờ chắc là tao về trước nhá. Rồi mình cà phê sau nhá. Thế nhá. Đã uống được cái gì đâu. Tóm lại là yêu người đúng gu hay là yêu người yêu mình nhở? Thưa quý vị, vừa rồi là một tình huống có thể nói là rất hay. Bây giờ tôi sẽ hỏi, trong các mối tình cũ của các bạn, có ai đã đúng gu chưa? Và tại sao các bạn lại chia tay? Em đã yêu đúng gu rồi. Hồi đi học thì em có yêu một bạn, cũng là du học sinh, nhưng mà du học sinh ở một nước khác, ở châu Âu. Bạn rất thông minh. Xong rồi phát hiện ra là bạn có những đam mê rất là hay ho, cũng lại thích khám phá những cái mới. Và nữa là bạn ấy rất là xinh. Thế là đủ hết tất cả gu của em. Nhưng mà cuối cùng thì chốt lại là sau 2 năm yêu nhau thì bọn em khi mà nghĩ đến đường dài thì không về được cùng múi giờ. Bọn em đều là hai người tham vọng. Em thì muốn làm việc ở Mỹ một vài năm, bạn thì muốn làm việc ở châu Âu một vài năm. Và bọn em chia tay và quyết định làm bạn. Việc của em là đúng người, sai thời điểm. Dương thì sao? Nói ra là em cũng không nhiều kinh nghiệm tình trường.
em yêu ít lắm, nhưng mà được cái là ít nhưng mà chả có ai đúng gu cả. Chọn lọc mất công, nhưng mà đến lúc mà trúng tiếng sét ái tình rồi thì nó cũng chẳng có gu hết gì cả đấy. Cái mối tình mà sâu đậm nhất đối với em, hai đứa là vừa gặp một cái là nói chuyện thấy hợp nhau, một cái là thành một cặp luôn. Nhưng mà cái lý do mà chia tay thì bạn ý kém tuổi em. Em cảm thấy bạn ý bị gượng khi mà yêu em, cộng với việc là em lắng nghe mọi người xung quanh em, những người quan trọng trong cuộc đời em, thì cả gia đình và bạn bè đều không có ủng hộ cái mối quan hệ này cho lắm, nên là em quyết định dừng lại ạ. Mặc dù rất là yêu, em lý trí, vẫn lý trí. Đúng thời điểm nhưng mà lại không đúng người. Có một cái em khi bạn Dương nói em thấy khá là ấn tượng là bạn ý biết lắng nghe những người xung quanh, gia đình và bạn bè để đưa vào quyết định của mình. Tức là tại vì lúc đầu có thể yêu thời gian đầu thì theo cảm xúc, nhưng mà sau đấy thì cũng cần có một chút cân nhắc mọi người xung quanh, chứ mình không thể ích kỷ cho chỉ riêng mình được. Các em có vẻ là khá tương đồng nhau, lại có thêm một cái đèn nữa rồi kìa. Tôi nghĩ rằng là hỏi nhiều thì các bạn cũng mệt. Bây giờ các em hỏi nhau đi. Hai bạn đều là người yêu sách đúng không anh? Thế bây giờ đặt câu hỏi nào nó yêu sách vào em ạ. Cứ yêu sách vào. Cũng liên quan đến chủ đề ngày hôm nay, gu của bạn nếu mà lược hết đi thì còn lại yếu tố nào quan trọng nhất về một người yêu lý tưởng? Gọi bằng anh là được rồi đấy. Tí bên này hơn bên đấy mấy tuổi rồi đấy. Vâng ạ. Đúng là gu chỉ mang tính tham khảo thôi, với anh là như thế. Và thật lòng thì đi được đường dài với nhau ấy, với anh thì cái quan trọng ở đây là hai người cãi nhau xong thì cảm thấy thế nào. Nếu mà cảm thấy là ồ, mình có thể cãi nhau dài hạn với ngày được không, thì đấy là người mình có thể ở lại lâu dài. Còn cãi nhau một lần xong mà thôi, nản rồi, không chịu được nữa, thì đấy là một cách để đánh giá. Một câu trả lời thông minh đấy. Nào, bây giờ Ngọc, em muốn hỏi gì Dương? Em muốn hỏi Dương là nếu bây giờ anh được gặp vài người bạn thân của em và hỏi về em, thì bạn thân của em sẽ nhận xét em như thế nào? Có thể là các bạn em hay nhận xét em là vui vẻ, trẻ trung và thậm chí là hơi trẻ con. Nhưng mà nếu như là anh đã yêu em rồi thì chắc là anh sẽ không thấy em trẻ con đâu, mà anh thấy em đáng yêu. Hình như là mọi người mày hỏi nhau mà quên bấm đèn hay sao ấy nhỉ? À, úi dồi ôi, có đèn rồi, có đèn rồi, có đèn rồi. Vâng, bây giờ thì có lẽ là tôi sẽ không hỏi nữa. Tôi để cho người thân của các bạn hỏi. Và chúng ta sẽ cùng đón hai mẹ đến với hai căn phòng của các con. Xin mời ạ. Chào cô. Trước hết thì mời chị ạ hỏi bạn Ngọc trước ạ. Muốn hỏi bạn Ngọc quan niệm thế nào về tình yêu và hôn nhân? Cháu xin thật là về tình yêu và hôn nhân thì tâm thế của cháu bây giờ là sẵn sàng nhưng không vội vàng. Đó là cháu sẵn sàng cho một quan hệ nghiêm túc và có thể đi dài hạn, nhưng mà cũng không vội vàng thì bắt đầu một cái gì hết nếu mà không phù hợp. Còn về em Thùy Dương thì qua những chia sẻ ban đầu thì cháu cảm thấy em là một người rất là thông minh, có tham vọng và rất là thú vị. Và cháu rất là háo hức, thật sự rất là háo hức để có thể được nói chuyện và trò chuyện với em nhiều hơn. Sự chân thành là cảm thấy rất là rõ ràng. Mời mẹ của em Ngọc hỏi em Dương ạ. Bác có một suy nghĩ là hai con thì đều là những người rất là năng động. Chính vì vậy cho nên là bác muốn hỏi con là thế con có đam mê nấu ăn không? Cái món tủ của con là gì? À, con xin chia sẻ thật với bác là con cũng thích bộ môn nấu ăn. Nhưng mà con nấu không được giỏi ạ. Thế nên là con cũng nấu gọi là ở mức độ bình thường. Và cái món nó rất dễ nấu là món thịt kho ạ. Con cảm thấy tự tin khi mà con được nấu cái món đấy, vì bản thân con cũng thích ăn món đó. Ví dụ như sau này khi mà có gia đình rồi đấy, con sẽ cân bằng như thế nào giữa cái việc phát triển sự nghiệp và chăm sóc gia đình? Con sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, đầy đủ yêu thương, nên con rất là mong muốn gia đình nhỏ của mình tương lai cũng sẽ như thế. Nên là con sẽ tự biết cách cân bằng và sẽ không để cho phụ huynh phải lo lắng đâu ạ. Bấm nút đèn rồi, bấm nút đèn rồi. Mẹ thấy là hai con cũng đã bắt đầu là có những cái điểm tương đồng rồi. Và cũng có thể bắt đầu một cái mối quan hệ để có thể tìm hiểu nhau một cách kỹ càng hơn. Ngồi cạnh Ngọc đây, mẹ mong muốn là Thùy Dương hãy bấm nút
chọn bạn Ngọc. Cảm ơn cô. Tuyệt vời. Hai mẹ đã quyết rồi thì làm sao mà thay đổi được, thưa quý vị. Tất nhiên đoạn đường còn lại ở tương lai phụ thuộc vào hai bạn ấy. Tôi nghĩ rằng chúng ta hãy khép lại hôm qua ở đây bằng một phần trình diễn vô cùng đặc biệt. Đó chính là phần trình diễn của bạn Thùy Dương với ca khúc Say Nắng. Mỗi lúc sớm mai em hay thường pha tách trà và nghe mùi hương của gió bay qua. Cũng đã mấy năm em không còn say nắng ai rồi, bởi em bận yêu cuộc đời mình thế thôi. Hằng ngày xung quanh em có biết bao nhiêu là niềm vui chờ em dạo chơi trước sân nhà, và còn thêm trên vai bao thứ em phải để tâm. Tự dưng một hôm trời mang anh đến đây, chỉ là một ánh mắt khiến em chìm vào cơn say, với môi cười sáng trong cho lòng khỏi cuộc chơi. Clear mát lạnh mặt hà mới với công nghệ sạch gầu, ba sức mạnh đến bay gầu, chứa vi khuẩn đương đầu thách thức cùng Clear mát lạnh mặt hà. Tặng siêu phẩm trị giá 55.000, Clear lợi phết. Wow, một pha dứt điểm xuất sắc, quá đỉnh, thì tay làm ngay lon Boss thôi. Boss cà phê với hương vị cà phê sữa thơm ngon, uống là phê. Boss cà phê, nghỉ tay làm ngay lon Boss. Áo quần phơi ban đêm thường có mùi khó chịu, chuyện nhỏ. Vì mình dùng Downy, hạt lưu hương ngọc trai đêm, loại bỏ mùi khó chịu do phơi đêm, thơm ấn tượng và bền lâu. Downy. Ngày mai chúng ta sẽ là gì của nhau hoàn toàn phụ thuộc vào chính chúng ta. Xin được chào đón quý vị đến với Ngày Mai của Hãy Yêu Nhau Đi. Mỗi người sẽ có một bảng những câu hỏi để dự đoán về đối phương. Điểm khác biệt lớn nhất lúc này, đó là chiếc đèn chạm trong ngày mai, sáng hay không sẽ do cố vấn tình yêu của chúng ta là người quyết định. Câu hỏi đầu tiên, bạn muốn ngôi nhà mà bạn và người ấy ở sẽ như thế nào? A. Biệt thự gần Hồ Hoàn Kiếm. B. Chung cư ở xa trung tâm cho yên tĩnh. Và C. Ở gần bố mẹ. Bên này là bạn ấy chọn ở gần bố mẹ. Cũng là gần bố mẹ. Bấm hồn, đèn, hồn, bấm hồn. Đèn, bấm, ừ, bấm đèn. Gia đình Ngọc, nhà em đang ở đâu? Nhà em đang ở khu vực ngã tư Sở ạ. Dương ở đâu em? Nhà em ở Trích Xài, Hồ Tây ạ. Anh ơi gần lắm anh ạ, đi dọc đường Láng lên Võ Chí Công vào Lạc Long Quân rẽ sang Trích Xài. Khoảng cách không còn xa khi chúng ta coi nhau là tất cả anh ạ. Úi giời. Hay quá. Bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo. Phân công việc bếp núc trong nhà sẽ như thế nào? A. Cả hai cùng làm. B. Chắc chắn là vợ. C. Ai rảnh thì làm. Đáp án A. Cả hai cùng làm. Bên kia thì sao ạ? Cũng A luôn ạ. Cũng A, cả hai cùng làm. Nếu là anh ngồi ở chỗ của Ngọc ấy, anh cũng chọn A nhưng thực ra anh không thể làm được. Anh cũng chọn A nhưng thực ra anh không thể làm được. Vì thế nói thật. Nào Ngọc, món ngon nhất của em là món gì? Em biết làm món sườn nướng barbecue ạ. À, sườn nướng barbecue. Và em nấu được bao nhiêu món? Chắc làm được 7 món để xoay vòng 7 ngày một tuần. 7 một món là được không bị lặp nhau. Đây là một đáp án mà rất thật thà từ phía nhà trai. Hai câu giống nhau rồi đấy. Câu thứ ba, trong việc quản lý chi tiêu trong nhà, các bạn sẽ chọn A. Chồng kiếm bao nhiêu đưa hết cho vợ. B. Chia việc 50-50, mỗi người lo một mảng. C. Đóng một quỹ cho việc chung, còn tiền riêng ai nấy giữ. C. Chắc cũng không còn gì mà nói nữa. Wow.
vẫn có tinh thần trách nhiệm là nếu như gia đình mà một tháng chi hết 30 triệu, mỗi đứa 15 triệu, còn lại bạn nào mà giữ kiếm được 100 thì cái số còn lại cứ cất, cứ lo cho phát triển bản thân. Chúng em sẽ góp một cái quỹ chung như thế để không những là lo cho gia đình nội ngoại hai bên, lo cho bản thân mình nữa và còn lo cho tương lai sau này có con cái ạ. Em nghĩ thì ai mà kiếm nhiều hơn thì nên đóng góp nhiều hơn. Em bên này sáng đi ạ. Rồi, các bạn đang rất là trùng nhau rồi. Câu số 4. Nếu công việc của cả hai đều bận rộn trong một thời điểm thì A. Vợ sẽ lùi lại chăm sóc gia đình. B. Xem xét về mặt kinh tế để xem ai nên lùi lại. C. Công việc phấn đấu là tất nhiên. Nhà gái thì đúng là gái thật. Luôn luôn và được giáo dục rằng là người vợ trong cái hoàn cảnh nhất định hãy lùi lại, và đối với người phụ nữ gia đình là quan trọng nhất. Quý trai thì là B ạ. B. Xem xét về mặt kinh tế để xem ai nên lùi lại. Ví dụ như em kiếm được 50 triệu một tháng và vợ em kiếm được 10 triệu một tháng, nhưng mà thật sự gia đình em chỉ cần 10 triệu thì em sẵn sàng là với vợ em, nếu mà bạn ý cảm thấy là em vẫn muốn theo đuổi đam mê của em và anh có thể lùi lại được không, thì em sẵn sàng bỏ công việc 50 triệu để ở nhà trông con, để cho vợ được tiến lên theo sự nghiệp của mình. Tuyệt vời. Không thể tuyệt vời hơn. Thật là mát mặt cho nhà trai ạ. Yên tâm đi, bởi vì có một người chồng như bạn Ngọc ấy, em có muốn lùi lại nó cũng không cho em lùi đâu. Em thấy đi tranh nhau lùi lại. Chúc mừng anh em dù đèn không sáng. Bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng. Trong tương lai 5 năm tới nếu lập gia đình, các bạn sẽ mong muốn có những điều gì? Em có tận 6 ách đầu dòng ạ. Đầu tiên thì là hy vọng là sẽ có được nhà riêng. Và có được công việc, kế hoạch công việc ổn định, có thể là hai người làm cùng nhau. Hy vọng là có thể có xe cộ. Và cái thứ tư là có em bé, cần có một cái văn hóa gia đình. Ví dụ như năm nào mình đi chơi một lần với nhau chẳng hạn. Có cả không gian chung và không gian riêng cho cả hai người nữa. Bạn này, bạn ấy chi tiết tới mức độ mà bạn chia nhỏ cái 5 năm thành 2 giai đoạn. Vâng. Giai đoạn 3 năm đầu, nhà, cũng giống như bạn kia nói. Chuẩn luôn, thế là có đầu nhà, tiên là nhà. An cư lạc nghiệp. Rồi đến xe là một thứ phương tiện rất là quan trọng. Bạn không nói là xe gì, xe ô tô hay xe tải hay gì đấy, nhưng mà là cái phương tiện đi làm, đúng không? Rồi, trùng nhau hai rồi đấy. Rồi, và em bé thì là một điều chắc chắn là mong muốn, nhưng mà là ghi chi tiết là 2 năm tiếp theo, bởi vì phải có điều kiện kinh tế đầy đủ thì mới sinh em bé, bởi vì bây giờ sinh em bé, nuôi em bé, dạy em bé không phải là đơn giản. Rõ ràng là các em đang rất là có cùng mong muốn trong cuộc sống. Chúc mừng các em. Chúng tôi sẽ có một thử thách nho nhỏ dành cho hai bạn. Một trò chơi rất đơn giản được mang tên là Bingo. Chúng ta sẽ chiến thắng nếu như có những ô hàng ngang, hàng dọc, hàng chéo liền nhau. Và mỗi một ô ở đây sẽ là một câu hỏi mà chúng tôi đưa ra bằng hình ảnh. Nhiệm vụ của các bạn là tìm đáp án tương ứng với đúng hình ảnh mà chúng tôi đưa ra. Mời các bạn hãy chọn ô số mấy. Dương ơi, cho em chọn trước đi em. Em nghĩ là mình chọn ô số 1 đi ạ. Xin mời hình ảnh của ô số 1. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Chốt ạ. Chốt ạ. Chính xác. Chúc mừng. Hay quá. Rồi. Úi dồi ôi, sao lại trái tim lại đẹp thế. Đẹp không ạ? Tiếp theo. Ô số mấy anh nhỉ? Chắc là mình chọn ô số 4 đi. Đi dọc đây. Ô số 4. Gì đây? Môi hở răng lạnh. Chốt điện. Chốt điện. Nghe em đi. Okay, nghe. Chọn đấy, chọn đấy, chọn đấy. Và hoàn toàn chính xác, làm sao mà có thể sai không được. Không chạy đi được đúng không ạ? Vâng, quá chính xác rồi. Nào, đương nhiên là chọn số 7 rồi còn gì nữa. Vâng. Đúng không? Được làm việc gì cùng em, anh cũng rất 3 chấm. À, hứng thú anh ơi. À, đúng rồi, hứng thú rồi, hay quá. Đúng rồi, chọn rồi ạ, chốt ạ. Đó là đáp án hoàn toàn chính xác, đó là hứng thú. Và chúc mừng các bạn, một đèn được sáng lên đi ạ. Bây giờ các bạn chọn tiếp đi. Mình nghĩ rằng hàng chéo đi. Vâng, em cũng chọn hàng chéo đấy. Số hàng 5 ạ. Hàng chéo à? Số 5. Vâng. Số 5. Xin mời hình ảnh. Gì đây? Cái gì vậy? Đấy, sao? Cái gì vậy? Nhà sạch thì mát, bát sạch. Bát sạch gì? Ngon cơm. Và đáp án của bạn sẽ là? Nhà sạch thì mát, bát sạch, ngon cơm ạ. Ngon cơm. Em có đồng ý với bạn đấy ạ? Chính xác. Vâng, số cuối cùng số là số 9 ạ. Nhìn anh vào đôi mắt em, anh 3 chấm thoát ra được. Không có dấu cách ở đó. Anh mất cách à?
mất cách thoát ra được à? Ờ, sao cách? Sao lại có cái kìm nhỉ? Sao lại có cái tua vít ở đấy nhỉ? Nào! Có mấy từ? 5, 4, có mấy từ ạ? 3, 2, 1, hết giờ! Đáp án của các bạn sẽ là... Nhìn vào đôi mắt em, anh... Anh không... Chỉ có không thoát ra được thôi hả? Anh tìm cách... Anh cái gì... Vâng, như vậy là các bạn đã không trả lời được. Đáp án của chúng tôi đó chính là nhìn vào đôi mắt em, anh không có cách nào thoát ra được. Hãy nhìn ảnh bàn phím và dấu cách. Đừng dấu cách của tôi đó. Không được, hàng chéo rồi. Bây giờ đi hàng ngang đi. Đi hàng ngang. Số 6 cho may mắn anh ơi. Số 6 cho may mắn ạ. Số 6. Số 6 xin mời. Số 6 cái gì đây? Bạn này sao mà tranh xả thế nhỉ? À, tranh xả đúng tranh không? Tranh xả thế nhỉ? Đúng rồi. Tranh xả. Gần đúng thôi, chưa đúng. Ơ, thế ạ? Gần thăm mà tranh thế nhỉ ạ? Vâng. Chốt lại ạ, chốt lại. Sao lại tranh? Sao lại tranh thế nhỉ? Bạn này sao mà tranh thế nhỉ? Sao tại vì tranh của câu hỏi. Đúng rồi, tranh. Sao mà tranh thế nhỉ? Chả ngố tí nào cả. Tranh hỏi tranh, chính xác. Đó chính là đáp án của chúng ta. Bạn này sao mà lemon hỏi thế nhỉ? Có nghĩa là tranh hỏi tránh. Và xin được chúc mừng đèn cuối cùng của các bạn đã được sáng lên. Vâng, thưa quý vị, bạn nhìn thấy rằng là các bạn ấy hỗ trợ nhau rất tốt và vượt qua được thử thách cuối cùng của chúng tôi. Bây giờ, tôi rất là muốn hỏi các bạn mỗi người một câu trước khi để các bạn gặp nhau. Bạn hình dung thế nào về chàng trai bên này, về ngoại hình? Thì em hình dung ra là một người trí thức. Chắc là học giỏi mà học nhiều như thế cũng bị cận đấy. Sẽ đeo kính. Thực ra là ngay từ khi vào đây được nghe tư vấn của các chuyên gia và cả anh nữa, em cũng quên mất cái gu của mình rồi. Và em quan trọng là được nói chuyện với anh ấy và được cùng nhau chơi một trò chơi như thế này. Thì em cảm thấy là em chốt. À, chốt. Em rồi. Ngắn gọn một từ, em chốt. Em chốt, rồi. Vẫn là câu hỏi đó dành cho Ngọc. Em tưởng tượng gì về cô gái bên này? Em tưởng tượng là bạn Dương sẽ một bạn nữ trông có cá tính và cũng có một chút điệu. Đến giờ phút này là em thấy rất là ưng rồi ạ. Rất là háo hức và tim đập khá là nhanh và đang hồi hộp. Thưa quý vị, khoảnh khắc tất cả chúng ta cùng chờ đợi đã tới. Em có thể là một người lắng nghe và chia sẻ được những cái câu chuyện của anh ý. Em thấy hợp quá. Tuổi trẻ, mình phải lao động, mình phải làm việc. Hãy cho nhau thời gian để cùng học cách yêu. Kể nhau những buồn vui, mình cùng đi qua tháng năm. Đời có bao lâu để tiến, chân thành từng phút giây được bên nhau. Điều quý giá trong cuộc đời là khoảnh khắc mình đã gặp nhau. Anh có kể về mối tình 2 năm sâu đậm của mình đúng không? Em muốn hỏi là anh đã sẵn sàng để bước qua và bắt đầu một mối quan hệ mới chưa? Rồi, anh rất sẵn sàng. Chỉ thế thôi à? Tại vì chuyện đấy thì cũng qua lâu rồi. Và anh thì bây giờ anh sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, cho một chương mới của cuộc đời mình. Trên tay em là một cái lắc bạc. Nhưng mà hôm nay em sẽ gọi nó là lucky. Thật may mắn vì được gặp anh. Em rất vui được gặp em hôm nay. Thật sự được gặp em, anh thấy rất là hồi hộp. Hay là em, hôm nay em mặc đẹp, em xinh của anh. Đứng hình, hôm nay là đang không biết nói gì nữa. Em cảm thấy rung động đấy. Có lẽ rằng mà để cho nắm tay thế này đến tối cũng không rời nhau ra được đâu ạ. Thế nên tôi nghĩ rằng để đáp lại tình cảm và khoảnh khắc đặc biệt này, Ngọc cũng phải đáp lại điều gì chứ, đúng không? Em giới thiệu một chút nào. Sau đây thì em muốn tặng bạn Dương bài hát là bài Perfect của Ed Sheeran. Và xin mời, sân khấu này là của Ngọc. I found a love for me. Darling,
just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're whole to mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Perfect tonight, đó là một buổi tối hoàn hảo, một buổi tối mà ở đó chúng ta được sống trong tình yêu, chúng ta được tìm một phần của tình yêu. Và chúng tôi nghĩ rằng đến lúc này chúng tôi cùng với quý vị cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc bởi những gì mà hai bạn ấy đang dành cho nhau. Và chỉ còn ít phút nữa thôi thì chúng ta sẽ biết được quyết định cuối cùng các bạn ấy có cho nhau cơ hội hay không. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Khi chinh phục thử thách đừng để gầu ngứa, mồ hôi vi khuẩn cản bước bạn. Liền men mới với 3X sức mạnh đặc chế cho da đầu nam giới, đánh bay gầu ngứa, mồ hôi và giúp kháng khuẩn. Này bổ sung 3 tầng bạc hà the mát, gặp rắc sảng khoái suốt 24 giờ. Liền men mới nay có liền men hương nước hoa mới. Bạn yêu kiểu tóc nào? Mình thường xuyên nhuộm tóc. Mình mê uốn tóc gợn sóng. Mình không lo tóc khô sơ và hư tổn. Đồ phục hồi hư tổn với công nghệ độc quyền định vị hư tổn chính xác, giúp nuôi dưỡng chính xác phần tóc hư tổn và tái tạo tóc hiệu quả cho mái tóc suôn mượt khỏe đẹp. Đồ cùng bật nắp Huda để mở ra lễ hội biển Huda Beach Carnival, sắc màu và bùng nổ nhất miền Trung hè này. Huda Beach Carnival diễn ra tại 6 tỉnh miền Trung từ ngày 1 tháng 7. Bật Huda bừng sắc màu lễ hội biển. Đại chiến xào rau, bộ loại hay với nhiều gia vị mà mẹ đã xong. Vì mẹ có cần no, ngon tròn vị lại tan nhanh thấm ngay vào rau. Nêm Cano giàu tươi giòn mà ngon thấm vị. Cano xào nhanh thấm vị, rau vẫn tươi giòn. Gầu và gãy rụng là bạn lo lắng, giới thiệu clear chiến thảo dược cổ truyền mới với chất xuất từ bồ kết, vỏ bưởi và nhân sâm. Clear mới giúp sạch gầu từ gốc, ngăn gầu quay lại, giảm gãy rụng hơn 90%. Clear chiến thảo dược cổ truyền mới. Về anh cả đêm dài nhưng anh đâu hề hay. Đôi môi của anh đang hé cười và nói những điều rất vui. Ánh sáng ở đây thật mơ hồ và em như đang cuồng quay. Vì ánh mắt anh đắm say làm trái tim em rối bời. Ây da ây da, biết làm sao? Con tim của em chỉ có 1000. Đêm mai áp bom mây, cả lúc bình minh và khi ngày tắt. Ây da ây da, hãy lại đây ôm em và yêu hết cả đêm này. Làm mất em bây giờ thì sẽ không bao giờ có em trong vòng tay. Những bước chân của ta đắm say, đôi hơi men còn đang ngất ngây. Biết anh như là linh hồn lang bạt phương trời nhưng em vẫn muốn cạnh bên. Nắm tay anh cùng nhau bước qua từng núi cao bao dòng biển sâu. Đến khi chúng mình mệt nhoài, hãy nghỉ chân và say. Bây giờ sẽ là một phần quan trọng nhất của chương trình. Đó là phần chúng ta xem những tấm thiệp ở bên trong của hai bạn dành cho nhau là màu gì. Dành cho nhau cơ hội bằng tấm thiệp màu đỏ hay chỉ coi nhau là bạn bằng tấm thiệp màu xanh? Bây giờ em mở nhá. Em mở đi. Em mở luôn đây. Đấy, em mở đi. Vâng, em mở. Ừ,
hồi hộp, quan trọng là cái màu, mình xem cái màu trước, còn ở bên trong đó ghi gì thì mình sẽ đọc sau nhé. Anh thì anh khá là ngây ngô và anh cũng cũng không giỏi toán lắm, nhưng mà chỉ đủ để biết tính em. Vâng, thưa quý vị, màu đỏ rồi. Rồi, bây giờ sẽ là màu thiếp của nhà gái. Tôi nghĩ rằng là có lẽ tôi cũng không cần mở nữa. Bạn gái của chúng tôi đã nói câu chốt ngay cả khi chưa gặp bạn trai. Em chốt. Chốt. Em rồi. Ngắn gọn một từ, em chốt. Em chốt, rồi. Vâng, có nghĩa là chốt mà chưa cần nhìn thấy sản phẩm. Vâng, thôi nhá. Chuối không, luật của chương trình. Thưa quý vị, đỏ rồi. Tất cả chúng ta thở phào. Bạn Ngọc và bạn Dương đã cho nhau cơ hội để tìm hiểu, đồng thời sẽ nhận được một phần thưởng là một chuyến du lịch trị giá 20 triệu đồng. Và bây giờ là lúc chúng tôi sẽ được lắng nghe những lời gửi gắm của hai bạn trong những tấm thiệp này. Xin mời Bảo Trâm. Thân gửi Dương, hôm nay anh rất bất ngờ và vui vì tìm được nhiều điểm tương đồng đến thế giữa bọn mình. Mình cho nhau một cơ hội em nhé. Anh Ngọc. Rất là vừa đủ và vừa phải. Thân gửi anh Ngọc, mong rằng tương lai của cả em và anh đều sẽ tươi sáng và thuận lợi như ý nghĩa chiếc vòng mẹ em tặng cho em. Cảm ơn anh vì đã đến đây và cùng em tạo nên kỷ niệm đẹp tại chương trình Hãy Yêu Nhau Đi. Khi gặp được đúng người sẽ không có gu nào cả, vì tình yêu luôn luôn chỉ có một, đó là rung động. Mong hai em sẽ yêu nhau và đi đến cái kết đẹp nhất của tình yêu. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào đón quý vị khán giả cùng đến với chung cư Hãy Yêu Nhau Đi. Được không chị ơi? Chị thấy là hợp đó. Khi gặp được đúng người thì họ sẽ dễ tính vô cùng. Thì từ năm 4 tuổi là em đã ngủ chung với bà cho tới lúc bà mất luôn. Góp một phần nho nhỏ về mỗi tháng lương của em chăm sóc cho ông nội với bà ấy.